Mình quay cho các bạn xem có một con nó cắn ổ nè các bạn. Bây giờ là 9 giờ 41 sáng nè. Nó cắn ổ, nó ủi sàn nè các bạn. Đó. Để mình kiểm tra sữa nè cho các bạn xem nha. Nó cắn ổ bây giờ thôi, nó có sữa rồi mà mình đoán là chắc chiều 2 3 giờ hoặc 4 5 giờ gì nó mới sanh chứ trưa nay nó chưa sanh đâu. Thường thường heo là nó sanh buổi chiều hoặc buổi tối hoặc là sáng sớm chứ ít con nào mà hiếm con nào sanh buổi trưa lắm. Có sanh nhưng mà vẫn ít lắm. Để mình kiểm tra sữa nè cho các bạn xem nha. Để cho nó nằm xuống đi. Để mình so bầu vú nó để cho nó nằm ra rồi bắt đầu mình kiểm tra sữa nè. Các bạn cứ so bầu vú như vậy nè thì con heo nó tự nó nằm ra đó, thấy chưa? Để mình bóp sữa nó coi, nó có sữa rồi nè. Hồi nãy mình kiểm tra mấy sữa mấy vú là nó có bắn bốn phần tia rồi đó, nó xịt cho tia nè các bạn. Để coi vú dưới này coi. Mấy vú này nãy mình bóp rồi nè, nó có sữa rồi nè. Hồi nãy mình bóp là nó bốn tia rồi. Nhưng mà sữa này thì nó chưa nhiều đâu, nó bún tia mà nó bún chưa nhiều. Rồi đợi khi nào nó xanh á thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Con heo nó cắn ổ là nó cứ ủi sàn, nó đứng lên nằm xuống liên tục các bạn. Con này thì mình đoán là có thể chiều hoặc là tối nó mới xanh chứ nó chưa xanh buổi trưa đâu. Bây giờ là 9 giờ 40 mấy phút buổi sáng thôi. Đây, cái bầy heo này nè. Cái con này sữa nó tiết ra nhiều quá, mình bắt mấy con này qua cho nó bú tiếp nè. Bắt ra ba con nó nhảy xuống rồi, còn có con à, nó qua nó ăn hiếp con nhỏ này quá, mình cho nó vô sọt luôn con mẹ nó nè. Rồi để chiều mình quay cái con mà cắn ổ đó đẻ cho các bạn xem nha. Quay cho các bạn xem heo mình nó bể nước ối nè các bạn. Mình mới dội chuồng xong, đây nước ối nó là dịch trắng trắng nè các bạn, có phân su nữa nhưng mà nó rất là ít luôn nha. Đó, dịch trắng trắng đó. Con này chắc tầm chừng 5 đến 10 phút sau thì nó đẻ thôi các bạn. Nó nằm lăn ra. Nó nằm ngửa ra thì nó đẻ thôi. Cái này là mình mới dỗ chuồng xong luôn nè. Rồi chờ một tí nữa nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem. Heo mình đẻ rồi các bạn ơi. Mình thấy nó bể đứt ối rồi mà nó đứng lên nằm xuống hoài à. Nó không chịu đẻ. Rồi mình chạy vô nhà mình ăn chén cơm, mình chưa kịp ăn xong nữa, mình đi ra nhìn là mình thấy nó ra hai con nè các bạn. Cái con này thì mới ra nè. Mình mới ăn cơm, cái bắt đầu mình vừa ăn mình vừa canh nó. Xong mình chạy ra mình coi. Ra vừa ra là vừa đẻ ra con thứ hai luôn nè. Hôm nay là con này đẻ là bây giờ là hai con nha. Thì các bạn đoán với mình là con này đẻ được bao nhiêu con các bạn. Con này là CP nha. Con này hiện tại là lứa thứ 5 hay thứ 6 gì rồi nè. Mình đoán là 10 con. Hơn 10 con. Tại vì những con này đẻ rất là sai luôn. Bụng nó hơi nhỏ nhưng mà đẻ rất là sai. Mình đoán như vậy thôi thì không biết là được hay không. Thì các bạn cứ đoán với mình nha. Để mình chùi hai con này đi. Heo mình thì đẻ được hai con rồi. Thì mình đoán cái con heo này là nó đẻ là dao động là từ 10 đến 12 con. Nhưng mà không biết là có được hoặc là nhiều hơn hay không. Thì các bạn cùng đoán với mình thử nha. Coi con heo này là nó đẻ được bao nhiêu con. Cũng giống như hồi lúc trước đó các bạn, cái con này nè, cái con này là nó đẻ 18 con nè, mình đoán chừng 8-9 con thôi mà đẻ được 18 con. Còn cái con này á, là mình thấy là có bụng hơn con đó luôn, nhưng mà không biết là nó đẻ bao nhiêu con. Nay con này á, là nái CP hai máu, tất cả các lứa của nó từ lứa thứ hai đổ đi là không lứa nào mà dưới 14 con hết. Lứa này á, thì mình không biết sao nha, các bạn cùng đoán với mình thử. Để mình quay bụng nó cho các bạn xem nè. Đây là con nái đang sanh nè các bạn. Đây bụng nó nè. Rồi con cái bên là bụng luôn nè. Con cái bên này thì chưa tới ngày. Đó bụng con này. Còn bên đây là bầy 18 con. Hồi clip trước mình có quay cho các bạn xem đó. Con này cũng gần sanh nè. Con này cái qua nó cũng to nè. Bụng thì cũng tương đối thôi chứ không phải to đâu. Đó, mình bắt ba con mà nó nhảy ra ngoài rồi, còn có một con một à, bắt qua cho nó bú tiếp để cho nó đừng có diêm vú các bạn. Mà vú hôm nay nó xẹp xuống rồi, nó ít lại rồi là không có vấn đề gì hết trơn á. Có một con này nè là cái môi nó bị khuyết vô giống như hình trái tim vậy đó, cái lỗ mũi nó nằm ở trong cái miệng nó chứ không phải là nó nằm ở ngoài đâu. Mình quay cho các bạn cận cảnh xem là các bạn không thấy có lỗ mũi nữa đâu.
cái lỗ hót đó là cái lỗ thông gió của nó đó, hai cái lỗ thở. Con heo này là hai cái lỗ thở nó nằm ở trong các bạn, cái lỗ hót đó là để cho nó thở đó, nó đâu có đưa cái lỗ mũi ra ngoài đâu, nó nằm phía trong miệng á. Rồi mình trở lại con nái xanh của mình nè. Rồi bây giờ mình sẽ đợi nó đẻ nha. Heo mình chuẩn bị đẻ con thứ ba nè các bạn. Các bạn nhìn xem là heo nó đẻ ra rồi nha. Để đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem luôn nè. Đó, con thứ ba ra đuôi trước các bạn ơi. Đây nó gặn cái nữa là ra nè, đó, ra đuôi trước nha. Đó, heo con nha. Con thứ ba nè, con này thì cũng được chứ không phải gọi là to lắm, nó cũng vừa vừa các bạn. Nè, nó ra nó nằm nó thở được thì nó im ghe, còn nó không thở được đó là nó nằm nó dãy dãy các bạn. Rồi để bây giờ mình đi chùi con này nha. Các bạn nó còn dính dây gúng trong mẹ của nó, các bạn cứ bứt ra bình thường. Các bạn cứ kéo phăng phăng, các bạn cứ bứt bình thường, không có vấn đề gì hết trơn á. Không có sợ đau, sợ gì hết trơn các bạn. Sẵn ở đây mình quay cho các bạn mới xem nè. Mình quay buộc gúng cho các bạn xem nè. Các bạn mới á, các bạn cứ đo vô khoảng chừng lóng rưỡi đến hai lóng tay, các bạn buộc dây gút, các bạn buộc dây á, các bạn rút lại. Rồi cái phần dưới này nè thì các bạn muốn cắt sao cũng được, gần sát cũng được, hoặc tới đây cũng được, các bạn lấy kéo và các bạn nhấp ngang thôi. Vậy là các bạn bỏ vô thôi, từ từ gúng nó khô nó teo lại các bạn. Không có vấn đề chứ, không có sợ đau, sợ gì hết trơn á. Các bạn cứ làm giống như mình đi. Mình làm được là các bạn làm được, các bạn cứ yên tâm đi. Còn bạn các bạn nào mà không làm được hoặc là các bạn nào mà chưa biết á thì các bạn cứ kết bạn Zalo với mình đi, cứ gọi cho mình trực tiếp cho mình đi thì mình biết thì mình hướng dẫn các bạn để các bạn mạnh dạn lên các bạn làm để mình phát triển kinh tế của mình. Rồi bây giờ mình cắt gúng nó, mình bỏ con này vô nha. Rồi mình để con này vô là thứ ba nha các bạn, con thứ ba nha. Con nào ba con này nó đều nhau hết trơn á, không con nào nhỏ lớn đâu. Heo này nói chung là đẻ ra nuôi là khỏe lắm, nó dạng vừa vừa, không to lắm đâu. Đây mình quay bụng nó các bạn xem nè, để các bạn đón coi bao nhiêu con nha. Heo mình chuẩn bị ra con thứ tư nè các bạn. Đó, quá trời luôn rồi, đó. Để mình bứt dây gúng nó ra nha. Các bạn cứ mạnh dạn đi, các bạn cứ bứt bình thường có vấn đề chân á. Để mình chùi con này nha. Con này đợi nãy giờ lâu lắm rồi đó, cả nửa tiếng rồi đó. Heo mình đẻ được 4 con các bạn ơi. Đây nè, cái con này là con mới nè, con sau cùng nè, 4 con nha. Rồi để mình đợi mẹ nó đẻ những con tiếp theo á thì mình quay cho các bạn xem thêm. Mấy bầy bên đây ngủ hết rồi nè, ăn no cạnh cho bú xong ngủ hết rồi. Heo mình nó chuẩn bị gặn ra con thứ sáu nè các bạn. Đó, con thứ sáu ra nha các bạn. Rồi để mình tranh thủ mình chùi con này nha các bạn. Đây là con thứ sáu rồi nha. Ở đây là con thứ sáu mình vừa chùi, mình cắt gúng xong rồi các bạn. Con thứ sáu này á là nó to hơn những con khác luôn nha. Đây mình bỏ vô nè. Đó, trong sọt của mình là 6 con nè, 1 2 3 4 5 6 con. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ chờ nó đẻ tiếp thôi các bạn. Bầy này hồi nãy nó ngủ xong, bây giờ thức dậy nó đòi bú nữa rồi nè. Mấy con heo này chỉ là bú xong rồi nằm ngủ, bú xong rồi nằm ngủ và lớn thôi. Cái bụng nó mình thấy xẹp đó các bạn đoán thử coi còn được bao nhiêu con nha. Để mình đợi nó gặn cái nữa ra cho các bạn xem nha. Chắc thôi mình thò tay vô tới đây là mình móc nó ra rồi. Nó ra sắp tới đây, tới ngoài này rồi, mà tại nó chưa ra thôi. Cái giò nó ra đây các bạn thấy không?
Nè các bạn, cái giò nó ra nè các bạn thấy không? Đó. Chùi con này mới được, chùi nhanh mới được. Đây là con thứ 7 nè các bạn. Nè, đây là con thứ 7 nè. Đợi nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó. Để mình buộc cúng rồi mình cắt cúng nó luôn nha. Rồi bây giờ heo mình là được 7 con rồi nè. Nhìn cũng đẹp lắm các bạn. Trắng có 1-2 con bông. Bông nhẹ các bạn nhìn trong video khó thấy lắm, ở ngoài mới dễ thấy. Heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ 8 nè các bạn. Đó, con này ra giò trước các bạn ơi. Đó, đây là con thứ 8 nha. Con này cũng to đó, cũng vừa vừa cũng to đó. Rồi để bây giờ mình bứt dây gúng nó, mình đi chùi con này. Bầy heo của mình 8 con mình thả nó ra cho nó bú rồi các bạn. Không biết còn con nào nữa hay không nha. Các bạn cứ theo dõi hết clip mình xem coi con này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Bây giờ là 8 con mình đem ra cho nó bú trước nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con. Đó. Thả ra là nó giành bú đều hết nha các bạn ơi.
Đợi mấy con này bú một tí nó đi, mình chích oxytocin cho nó để cho nó đẩy con ra nhanh hơn nha. Con heo này nãy giờ mình chích oxytocin được nửa tiếng rồi các bạn. Bắt đầu mình không thấy nó ra gì hết trơn á. Rồi mình đưa tay vô mình kiểm tra thử. Mình cũng không phát hiện được gì luôn. Chắc mình nghĩ con này chắc chỉ có 8 con thôi các bạn ơi. Đó, nãy giờ là nó bú nó no hết rồi đó. Bây giờ nó thức một quận nữa nó bú rồi đó. Đây, mấy bầy bên đây giỡn nè. Mấy con này ngày mai mình sẽ tranh thủ mình thiến nó. Còn cái con này nó bú không được luôn. Cái lỗ mũi của nó hơi rớt luôn, rớt luôn. Cái lỗ mũi của nó nằm ở trong cái miệng đó các bạn. Nó mở miệng ra nó mới có cái lỗ mũi nó phía trong á. Ở ngoài này nè, các bạn nhìn đâu có thấy cái lỗ mũi nó đâu. Nó phải hở cái miệng nó lên nó mới thở được. Nên nó bú á, lúc mà nó ngậm cái vú á là cái vú nó đè cái lỗ mũi nó lại rồi, để nó không có bú được các bạn. Nên mình bắt mình cho nó bú á, nó chạy ra chỗ khác, nó ngậm xong nó chạy ra, nó không bú. Mà mình đút sữa ngoài á thì mình lật ngược nó lại, mình cho nó uống sữa ngoài á thì nó uống. Mà hôm nay nó uống sữa ngoài nó bị tiêu chảy nè. Rồi mình có cho nó uống amóc rồi. Đó, nó bị tiêu chảy đó các bạn thấy không? Nè, phân tiêu chảy đó nè, nó uống sữa ngoài, nó đẻ ra nó tiêu chảy một phần, rồi nó uống sữa ngoài nó chưa thích nghi được nó tiêu chảy một phần nữa. Mình cho nó uống amóc 2-3 bữa là nó sẽ hết nha. Mỗi lần mình cho nó uống sữa ngoài thì mình cũng tha amóc vô chung luôn, rồi mình đút amóc riêng nữa. Rồi để mình canh cái con này từ đây tới chiều coi nó có được con nào nữa hay không nha các bạn. Con này đẻ quá tệ luôn rồi. Lứa này bầy heo của mình đẻ quá tệ rồi. Không biết mấy con kế này thì sao nữa. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Thank you.